Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2741. Trong đại sảnh nhà họ Vương, một người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ đạo với khuôn mặt uy nghiêm, những người khác ngồi ở vị trí phía dưới. Ở trung tâm đại sảnh, một đôi nam nữ lộ ra vẻ mặt bi thương, người phụ nữ ngã ra trên mặt đất không ngừng khóc than, gia chủ, thằng Thao nó là cháu ruột của ông mà, tương lai phía trước vô cùng triển vọng cứ như vậy bị người ta phế đi, ông nên làm chủ cho nó nữa chứ. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên trầm giọng nói, anh cả, chuyện này nếu như nhà họ Vương không ra mặt, em cũng muốn ra tay báo thù cho thằng Thao. Đôi nam nữ trung niên này là Vương Thần và Triệu Vân Hy, cha mẹ của Vương Thao, mà ngồi ở vị trí chủ đạo chính là gia chủ của nhà họ Vương, Vương Phàm, cũng là người mạnh nhất trong nhà họ Vương, một vị tu hành giả sơ kỳ của động hư cảnh. Gia chủ, chuyện này xác thực không thể hiền lành được nữa rồi. Vương Thao bị phế. Chẳng khác gì sự sắp xếp của nhà họ Vương chúng ta ở trung tâm y tế mấy chục năm nay như đổ sông đổ biển cả, không nói đến tiêu hao tài nguyên, cũng là sự đả kích không nhỏ với danh tiếng của nhà họ Vương ta rồi. Tên Đường Tuấn kia dám phế Vương Thao nhất định phải chết, về phần những học sinh kia ở quận Đan Dương thì phế hết toàn bộ đi. Như vậy mới tiêu bớt được lửa giận của nhà họ Vương chúng ta. Ngoại trừ Vương Thần và Triệu Vân Hy, những người khác trong đại sảnh cũng lần lượt lên tiếng. Trong lúc nói chuyện đều có 10 phần sát khí. Nhà họ Vương đứng vững vàng ở Hải Châu mấy nghìn năm, có không ít người gây hấn nhưng kết cục sau cùng đều rất thê thảm. Trăm năm nay càng không có người dám khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Phàm ấn tay xuống, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Vương Phàm mới chậm rãi nói, vết thương của Vương Thao thế nào rồi? Vương Thần đau buồn nói, Quân Thế Minh nhìn qua rồi, ông ta nói chịu bó tay. Quân Thế Minh là người của nhà họ Quân, cũng là giám đốc của Trung tâm Y tế Hải Châu. Tuy rằng không được xếp vào bảng thủ pháp, nhưng rất nhiều người đều nghĩ y thuật của ông ta không kém những bác sĩ trên bảng thủ pháp là bao. Vương Phàm khẽ thở dài, trước tiên ổn định lại vết thương của thằng Thao đi, qua một thời gian ngắn nữa là đại hội giao lưu y sư rồi, đến lúc đó cũng phải đi gặp Đường gia hành tẩu. Tôi sẽ đứng ra xin ông ta, xem ông ta có thể trị hết được tình trạng vết thương của thằng Thao không. Vương Thần và Triệu Vân Hy nhất thời lộ ra sự vui mừng hớn hở. Đến cả Quân Thế Minh cũng bất lực thì những bác sĩ khác trên bảng thủ pháp cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng Đường gia hành tẩu lại không giống như vậy, có lẽ là có thể chữa được vết thương của Vương Thao. Triệu Vân Hy kiềm giọng nói, Đường Tuấn phải xử lý như thế nào đây? Cậu ta dám phế thằng Thao. Lẽ nào cứ như vậy mà cho qua à? Trong ánh mắt của Vương Phàm tỏa ra một luồng sát khí, nói, đương nhiên sẽ không xong nhanh như vậy. Chương 2742. Âm thanh của ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, thế nhưng Đường gia hành tẩu đã gần đến, hơn nữa Đường Tuấn cũng không phải cây lục bình không dễ, phía sau còn có quận Đan Dương. Nếu như hành động quá trớn thì tôi lo là sẽ dẫn tới không ít lộn xộn không cần thiết, chọc cho Đường gia hành tẩu không hài lòng. Tất cả mọi người trong đại sảnh âm thầm gật đầu. So với nhà họ Đường thì nhà họ Vương cùng lắm chỉ lớn hơn con kiến một chút, huống chi lúc này nhà họ Vương còn đang muốn cầu tình từ Đường gia hành tẩu. Tôi vừa nhận được tin tức, mấy tên nhóc của quận Đan Dương vẫn đang tiếp tục khiêu chiến bác sĩ của các quận khác, xem bộ dạng này là muốn mượn cơ hội để rạng danh đây mà. Nếu vậy thì đi gọi mấy người của nhà họ Vương đang học tập ở Trung tâm Y tế Hải Châu về đây, để cho bọn họ đi khiêu chiến. Tuy rằng tạm thời không giết được Đường Tuấn, nhưng mặt mũi của nhà họ Vương không phải muốn ném là ném. Khiêu chiến thì để cho bọn họ lập một trận cá cược, người thua chặt một cánh tay. Vương Phàm lạnh lùng nói, muốn mượn nhà họ Vương chúng ta để nổi danh thì phải chuẩn bị một cái giá thật lớn để trả chứ. Về phần Đường Tuấn thì chờ sau khi Đường hành tẩu đi thì chính là lúc cậu ta sẽ chết. Vương Thần và Triệu Vân Hy cũng không phản đối nữa. Mà trong lúc này... Tin tức của Đường Tuấn và quận Đan Dương cũng đã lan ra khắp ngoài thành. Giảng viên cao cấp Đường Tuấn của quận Đan Dương phế Vương Thao, 10 học sinh thắng liên tiếp học sinh của Trung tâm Y tế 4 quận. Ngoại trừ quận Bắc Minh ra, quận Đan Dương đã đánh bại học sinh của Trung tâm Y tế 3 quận rồi. Ngoài thành phía Nam, chỗ nghỉ của quận Đan Dương. Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình đang nghỉ ngơi ở dưới lầu, đồng thời cùng thảo luận được và mất của trận chiến vừa rồi. Có Vương Thao làm vết xe đổ, dù cho Đường Tuấn không đi theo thì cũng không có học sinh hay giảng viên của quận nào dám đến khiêu chiến đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Tất cả mọi người đều rất hài lòng, ngoại trừ vẻ mặt có phần oán giận của Canh Đằng.
Đường Tuấn nói thương thích của anh ta vừa hồi phục nên không thể đánh với người khác. Giữa lúc mọi người hàn huyên vui vẻ thì một âm thanh không vui vẻ từ bên ngoài truyền vào, thật không biết điều, bộ không biết là đại họa sắp rơi xuống đầu rồi à. Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình chợt thay đổi nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Quân Nhu và một lão già đi đến. Lời vừa rồi là của Quân Nhu nói ra, trên mặt bà ta xuất hiện sự kiêu căng. Đường Tuấn cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lão già. Chương 2743. Lão già này tuy thoạt nhìn tuổi già sức yếu nhưng trong cơ thể tích trữ một sức mạnh khiến cho Đường Tuấn không thể nhìn thấu. Cao thủ động hư cảnh. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Lão già cười nhạt với Đường Tuấn rồi nói, lão phu là Quân Thế Minh. Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình biến đổi lần nữa, khiếp sợ nhìn về phía lão già đó. Giám đốc trung tâm y tế Hải Châu đến đây làm cái gì chứ? Quân Nhu lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Tuấn, giễu cợt nói, chỉ vì nhanh một lúc mà khiến cả học sinh và bản thân cậu cùng nhau mạo hiểm, đây là trách nhiệm làm thầy của cậu đấy à? Bọn họ khiêu chiến cao thủ các quận nhìn thì có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng thực tế lại đắc tội không biết bao nhiêu người, cậu có thể bảo vệ bọn nhóc này một thời gian thì có thể bảo vệ chúng cả đời hay sao? Thân là giảng viên dẫn đội vậy mà lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, quận Đan Dương đúng là hết người rồi hay sao? Được rồi Quân Nhu. Quân Thế Minh la mắng một câu rồi mới nói với Đường Tuấn, Quân Nhu vốn muốn cái gì sẽ nói cái đó, thật ra cũng không có ác ý gì đâu. Lão phu lần này tới cũng là bị người ta nhờ vả mà thôi. Giám đốc Quân à? Đường Tuấn cau mày lại. Quân Thế Minh gật đầu nói, đúng vậy. Sau khi biết chuyện các cậu làm ở Hải Châu, Huyền Sách đã cầu xin ta đứng ra bảo vệ các cậu. Tên nhóc này là người của nhà họ Quân ta, hơn nữa mấy năm nay ở bên ngoài làm cho nhà họ Quân rất nhiều chuyện. Cho nên ta đã đồng ý với nó. Quân Nhu cười lạnh nói, nên biết quý trọng đi. Vốn những công lao này là Quân Huyền Sách chuẩn bị cho Quân Nam Hương đang trở về Hải Châu, bây giờ lại dùng hết chỉ để cứu các cô cậu. Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình ngẩn người ra, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Quân Như châm chọc nói, không phải cậu nghĩ nhà họ Quân chúng tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm đấy chứ. Quân Thế Minh nói, quả thật lần này vì cứu các cậu mà Huyền Sách đã bỏ ra rất nhiều. Sau này có cơ hội thì cô cậu hãy đi báo đáp nó đi. Hiện tại các cô cậu đi theo ta, tới nhà họ Vương. Đường Tuấn cau mày hỏi, đi tới nhà họ Vương làm gì? Quân Thế Minh lắc đầu nói, đi nhận lỗi. Cậu chọc một cái sọt lớn như vậy, nhà họ Vương nhất định sẽ khiến cậu chết mới thôi. Nhưng nếu như ta đứng ra cầu tình, còn cậu nói lời xin lỗi tạ tội thì may ra còn có một con đường sống. Đương nhiên đến lúc đó nhà họ Vương có thể sẽ đưa ra một số yêu cầu khiến cậu khó chịu. Cậu nên cố chấp nhận hết cả đi. Làm kẻ địch với nhà họ Vương ở Hải Châu này là điều không sáng suốt nhất. Quân Nhu cười lạnh nói, cậu cũng có thể vì danh dự của mình mà từ chối sự giúp đỡ của nhà họ Quân, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu một câu, không có nhà họ Quân tôi đứng ra thì cậu không có khả năng sống sót ra khỏi ngoài thành Hải Châu nữa đâu. Chương 2744, cút ngay. Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình có chút khó coi, tức giận nhìn Quân Nhu. Quân Nhu cười nhạo nói, nghĩ rằng tôi nói chuyện khó nghe à, nhưng mà lời tôi nói lại là sự thật. Hiện tại nhà họ Vương không ra tay chỉ là do không muốn quấy rầy Đường gia hành tẩu, các cô cậu sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng nhà họ Vương thật sự sợ thầy của cô cậu đâu chứ nhỉ. Về lời đề nghị của ông Quân, tôi xin từ chối. Đúng lúc này Đường Tuấn thình lình nói. Cậu nói gì cơ? Quân Nhu không thể tin được. Đường Tuấn nói với Quân Thế Minh, tôi xin nhận lòng tốt của ông Quân, nhưng tôi không có ý định sẽ thỏa hiệp với nhà họ Vương. Đúng sai tôi đã không muốn truy cứu rồi, nhưng nhà họ Vương còn chưa đủ tư cách để tôi đi cúi đầu tạ tội đâu. Tu vi của anh tuy rằng chỉ khôi phục được đến hợp thể cảnh sơ kỳ nhưng tinh thần lực đã hồi phục cũng được xấp xỉ rồi. Vương Phàm chỉ là một sơ kỳ của động hư cảnh, nếu thật sự ra tay thì tuy rằng Đường Tuấn không thắng nổi đối phương, nhưng ít ra cũng không uổng phí. Sắc mặt Quân Thế Minh khẽ thay đổi, nói, chẳng lẽ cậu muốn kiên quyết chống đối nhà họ Vương sao? Đường Tuấn cười nói, không phải tôi kiên quyết muốn chống lại nhà họ Vương, mà là nhà họ Vương sẽ ra tay với tôi. Chuyện của Vương Thao qua cũng đã qua rồi, nhưng nếu nhà họ Vương muốn truy cứu thì tôi đây xin tiếp tới cùng. Tên điên, cậu đúng là điên thật rồi. Quân Nhu nhìn Đường Tuấn, cười khẩy rồi nói, cậu biết mình đang nói cái gì không? Muốn dựa vào sức của bản thân kiên quyết chống lại nhà Vương à, sao mà nực cười thế? Chuyện trong nhà họ Quân tôi mấy nghìn năm nay cũng không dám nói những lời như vậy,
thật không biết cho cậu cái lá gan đó. Đường Tuấn liếc mắt nhìn bà ta rồi nói, vậy bà cứ xem như đó là việc mà nhà họ Quân không làm được, không có nghĩa tôi không làm được. Quân Nhu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Bà ta đã hoàn toàn xem Đường Tuấn như một kẻ điên, không muốn tranh luận nữa. Quân Thế Minh nói, đã như vậy thì cậu tự giải quyết cho tốt đi. Đúng lúc này sắc mặt của Quân Thế Minh khẽ thay đổi. Cút ngay. Mấy tiếng quát từ xa đồng thời truyền tới. Một lát sau, mấy người nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục của trung tâm y tế đứng ở ngoài cửa la lớn, người của quận Đan Dương mau cút ra đây. Vừa gọi xong thì vài người đã nhìn vào phía bên trong cánh cửa phòng khách, đúng lúc thấy được Quân Thế Minh và Quân Nhu. Vẻ mặt của họ chợt thay đổi, hành lễ với Quân Thế Minh một cái, ra mắt giám đốc. Quân Thế Minh cau mày nói, các cậu tới đây làm gì? Chương 2745, Vương Bất Bình. Một thanh niên dẫn đầu liếc mắt quét qua Đường Tuấn và đám người Thác Bạt Tuyết Tình nói, tôi nghe nói rằng học sinh của quận Đan Dương rất lợi hại, đi khắp nơi khiêu chiến bác sĩ của các quận, cho nên cố ý dẫn bọn họ tới đây để tỉ thí một chút. Quân Thế Minh trầm giọng nói, hồ đồ, ta không chấp nhận. Vương Định Nghĩa ta ra lệnh cho cậu bây giờ lập tức dẫn bọn họ quay về. Thanh niên tên Vương Định Nghĩa lắc đầu cười rồi nói, giám đốc, chúng tôi không chỉ là học sinh của Trung tâm Y tế Hải Châu thôi, mà còn là người của nhà họ Vương. Lần này chúng tôi đứng ra không phải lấy danh nghĩa của Trung tâm Y tế Hải Châu, ngài không có quyền ngăn cản bọn tôi đâu. Nói xong, Vương Định Nghĩa nhìn về phía Đường Tuấn rồi nói, các vị của quận Đan Dương, có dám nhận lời khiêu chiến của bọn tôi không? Vương Phương Viện, Vương Khâu, Vương Sướng, Vương Bất Bình, quận Đan Dương có dám đánh một trận không? Năm người ba nam hai nữ của nhà họ Vương đồng thời hô to. Quân Thế Minh thấy thế, sắc mặt khó coi hơn không ít, nhưng không có cách gì để nói thêm nữa. Xem ra nhà họ Vương muốn dùng cách của bản thân để giải quyết vấn đề rồi. Dù cho bây giờ không động tới Đường Tuấn được thì cũng muốn bắt cậu ta phải trả cái giá thật lớn. Quân Nhu quái gở nói, Đường Tuấn, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Năm người Vương Định Nghĩa bọn họ đều có thứ hạng hơn 20 ở Trung tâm Y tế Hải Châu, Vương Định Nghĩa lại là người trẻ nhất trong ba hạng cao nhất của Trung tâm Y tế Hải Châu này. Cậu không sợ chết thì thôi, nhưng đừng kéo tai họa theo đệ tử của tôi. Vương Định Nghĩa nói, những thứ này chỉ là hư danh mà thôi, chút thành tựu ấy của bọn tôi có là gì so với quận Đan Dương kia chứ? Mặt Vương Khâu lộ rõ sát khí nói, lần khiêu chiến này là một trận đánh cược, người thua sẽ để lại một cánh tay. Quận Đan Dương các người có dám nhận không? Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình thay đổi, trong mắt mấy nữ sinh lộ ra sự sợ hãi. Những trận tỉ thí trước giờ họ chưa từng đánh cược lần nào, người thua cùng lắm chỉ mất danh dự mà thôi, nhưng bây giờ người thua sẽ mất một tay. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực hơn rất nhiều, trong lòng có chút do dự. Quả nhiên là một đám oát con chưa nếm qua mùi máu tanh và sự tàn khốc. Thật ra thì sức mạnh ý chí của mấy người Vương Định Nghĩa cũng không hơn đám người Thác Bạt Tuyết Tình là bao, nhưng bây giờ mấy người Vương Định Nghĩa lại bắt đầu trận đánh cược trước, hơn nữa mấy người này có xuất thân liên quan đến Trung tâm Y tế Hải Châu, trong lòng đã coi khinh người của quận Đan Dương cho nên càng cảm thấy tự tin hẳn. Chương 2746 chênh lệch quá lớn. Thác Bạt Tuyết Tình biến hóa dữ dội, chợt cắn răng một cái rồi nói, tôi tới trước. Vương Định Nghĩa nhìn thoáng qua Thác Bạt Tuyết Tình nói, Thác Bạt Tuyết Tình, một mình cô đánh xuyên qua tất cả học sinh của quận Bắc Minh, bản lĩnh không tồi. Trong đám học sinh của quận Đan Dương thì cô là người nổi tiếng nhất, nếu như đánh bại cô thì hẳn là chắc không ai dám ra mặt nữa đúng không? Thác Bạt Tuyết Tình quát lạnh, muốn đấu thì đấu đi. Vương Định Nghĩa cười nói, chúng ta không đấu y thuật, so năng lực chiến đấu. Nghe nói mấy người các cô thiếu chút nữa bị Lục Mạc Hù cho sợ vỡ mật. Thật đúng là nực cười. Không biết lát nữa cô có khóc thút thít lên không đây? Nói nhiều quá. Sắc mặt của Thác Bạt Tuyết Tình trở nên lạnh lẽo, trực tiếp ra tay. Cô giống như một con bạo long mang hình dáng loài người, nắm tay mang theo pháp lực mạnh mẽ chấn động đánh về phía Vương Định Nghĩa. Trong đại sảnh vang lên một tiếng nổ tung. Để tôi chơi với cô một lát vậy. Khóe miệng Vương Định Nghĩa nở ra một nụ cười. Cơ thể lách sang một bên né cú đánh của Thác Bạt Tuyết Tình. Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Vương Định Nghĩa mặc dù nói chuyện rất không khách khí nhưng sự thật thì anh ta cũng rất mạnh,
tu vi đã đạt tới hóa thần cảnh trung kỳ rồi, còn muốn vượt qua một chút cảnh giới so với Thác Bạt Tuyết Tình. Hai bên đánh nhau, anh ta lập tức đè ép được cú đánh của Thác Bạt Tuyết Tình. Chỉ có chút năng lực ấy thôi à, hơi yếu thì phải. Vương Định Nghĩa còn dư sức lực nói lời giễu cợt. Anh ta đánh một chưởng nhanh như chớp vào bả vai của Thác Bạt Tuyết Tình, thân hình của Thác Bạt Tuyết Tình hơi dần xuống, mặt đất dưới chân xuất hiện vài vết nứt như mạng nhện, phun ra một ngụm máu tươi. Quân Nhu lắc đầu, có phần đồng tình. Chênh lệch quá lớn. Vương Định Nghĩa là thiên tài của Trung tâm Y tế Hải Châu, hơn nữa còn là người của nhà họ Vương, tài nguyên công pháp để tu luyện đương nhiên mạnh hơn Thác Bạt Tuyết Tình mấy lần. Mà Thác Bạt Tuyết Tình à, mặc dù nhà họ Thác Bạt cũng không tệ, nhưng thật sự không cách nào so sánh được với nhà họ Vương. Với công pháp của Thác Bạt Tuyết Tình sắp thi triển mà nói thì Quân Nhu liếc mắt cũng nhìn ra đây là một bộ công pháp chỉ để tạm vào mắt mà thôi. Ở Trung tâm Y tế Hải Châu có không ít loại công pháp này. Nhưng mà trong lòng của Quân Như vẫn có chút nghi ngờ. Nếu như dựa vào loại công pháp này, Thác Bạt Tuyết Tình thật sự có thể lấy sức một người đánh xuyên cả quận Bắc Minh hay sao? Các người thật sự quá yếu. Nếu không phải thấy các người đắc tội với người nhà họ Vương tôi thì mấy người còn chẳng đáng để tôi ra tay. Vương Định Nghĩa lắc đầu. Vốn anh ta còn rất quan tâm câu chuyện Thác Bạt Tuyết Đình đánh xuyên cả quận Bắc Minh, nhưng bây giờ lại rất thất vọng. Chương 2747 Vương Định Nghĩa đã bị phế rồi. Anh ta thấy đây không phải Thác Bạt Tuyết Tình mạnh, mà là do quận Bắc Minh quá yếu. Vậy sao? Thác Bạt Tuyết Tình bỗng nhiên nói. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô thình lình lóe ra một luồng thần quang, khí thế cả người mạnh mẽ biến đổi. Vừa rồi cô ta đã giấu thực lực, cô ta còn tu một loại công pháp mạnh mẽ khác nữa. Trong đầu Vương Định Nghĩa đột nhiên xẹt ngang một cái ý nghĩ như vậy. Trong lòng xuất hiện báo động nhưng Vương Định Nghĩa cũng không có dự định rút lui, trong lòng lại rất hung ác, cho dù cô còn tu một bộ công pháp khác đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Vương Định Nghĩa đánh vào tay gần bả vai của Thác Bạt Tuyết Tình, rồi đột nhiên chém ngang vào cái cổ trắng nõn của Thác Bạt Tuyết Tình. Anh ta muốn dùng một đao chém nứt đầu của Thác Bạt Tuyết Tình. Nhưng Thác Bạt Tuyết Tình lại nhanh hơn, trong lúc Vương Định Nghĩa vừa hành động thì cô đã bắt được cổ tay của đối phương. Nổ. Trong lòng Thác Bạt Tuyết Tình quát một tiếng. Cổ tay của Vương Định Nghĩa đã bị nổ tung. Máu tươi và máu thịt bắn tung tóe, rơi rớt vào trên mặt và cả quần áo của Thác Bạt Tuyết Tình. Nhưng Thác Bạt Tuyết Tình cũng không chớp mắt dù chỉ một cái, tay còn lại xuất hiện từ bên hông, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Giờ phút này Thác Bạt Tuyết Tình giống như một nữ chiến thần vậy, oai phong lẫm liệt. Ầm một tiếng. Nắm đấm nhìn trông thanh tú của Thác Bạt Tuyết Tình đánh thẳng vào bụng của Vương Định Nghĩa. Vương Định Nghĩa không hề bay ra ngoài mà là nằm sụi lơ cả người trên mặt đất, máu tươi chảy ra ồ ạt. Mọi người giờ mới nhìn rõ được. Bụng của Vương Định Nghĩa lại bị đánh cho thủng một lỗ, máu thịt lẫn lộn có thể mơ hồ thấy được cơ quan nội tạng bên trong. Ở vị trí của đan điền, Nguyên Anh cũng bị đánh nát chỉ còn lại 1/3, tương đương với thừa nhận chỉ để lại bộ phận cơ thể phía trên. Vương Định Nghĩa đã bị phế rồi. Mọi người hít một ngụm khí lạnh vào người, hoảng sợ nhìn về phía Thác Bạt Tuyết Tình. Thay đổi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà Thác Bạt Tuyết Tình đã chuyển bại thành thắng, phế bỏ Vương Định Nghĩa. Vương Định Nghĩa ngã trên mặt đất, đôi mắt tuyệt vọng lại tràn đầy oán hận. Thác Bạt Tuyết Tình đứng đó, từ trên cao nhìn xuống anh ta, cười lạnh nói, yếu à? Anh thử nói thêm một chữ nữa xem. Vương Định Nghĩa bị chọc cho tức giận. Phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi lần nữa. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn phía bốn người khác của nhà họ Vương, lạnh lùng nói, còn ai nữa không? Chương 2748 Quân Nhu khen khợi nhìn Thác Bạt Tuyết Tình. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thác Bạt Tuyết Tình, bốn người của nhà họ Vương vậy mà đồng loạt lui về sau một bước. Bốn người họ đều có tu vi hóa thần cảnh trung kỳ không kém Vương Định Nghĩa là bao, lại còn cao hơn Thác Bạt Tuyết Tình. Nhưng bây giờ lại không thể chịu được ánh mắt của Thác Bạt Tuyết Tình lúc này. Trong lòng Quân Nhu thở dài một hơi, xong rồi. Mấy người nhà họ Vương này xong rồi. Ngay từ đầu nhà họ Vương lập ra trận đánh cược này, trên khí thế thì nhà họ Vương áp chế toàn diện khiến đám người quận Đan Dương sợ hãi, thắng được trận đầu. Nhưng bây giờ Thác Bạt Tuyết Tình lại hung hăng phế Vương Định Nghĩa như vậy, khí thế trực tiếp áp chế hết mấy người của nhà họ Vương. Hiện tại ngược lại là nhà họ Vương có áp lực tâm lý,
không dám ra đấu. Thiên tài, quận Đan Dương lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Quân Nhu khen khởi nhìn Thác Bạt Tuyết Tình. Khắc nghiệt như bà ta cũng không thể không thừa nhận Thác Bạt Tuyết Tình chính là thiên tài khó gặp, không chỉ về y đạo mà khả năng chiến đấu lại càng hơn thế. Tuy rằng cuối cùng Thác Bạt Tuyết Tình thi triển ra công pháp rất lợi hại, nhưng nếu như lúc đầu Thác Bạt Tuyết Tình không che giấu thực lực thì tuyệt đối không có khả năng thắng dễ dàng như vậy, càng không thể bù đắp được sự chênh lệch khí thế. Đáng tiếc khi để quận Đan Dương bồi dưỡng loại thiên tài này. Quân Nhu thầm nghĩ, trong lòng xuất hiện một chủ ý. Người của nhà họ Vương im lặng, nhưng Thác Bạt Tuyết Tình cũng không buông tha cho ý nghĩ của bọn họ, quát lên lần thứ hai, muốn tránh cuộc chiến này cũng được, cứ dựa theo trận đánh cược trước, tự chặt một tay rồi cút khỏi đây đi. Thác Bạt Tuyết Tình, cô đừng có khinh người quá đáng. Vương Khâu nói. Giọng nói đã không còn ý xúc phạm như trước, ngược lại có chút sợ hãi. Tôi là muốn bắt nạt các người đấy, nhà họ Vương các người lúc nãy không phải cũng muốn bắt nạt Đường Sư hay sao? Tôi ức hiếp các người đấy, thì làm sao nào? Thác Bạt Tuyết Tình nói chuyện đương nhiên. Đám người Du Tuyền cũng phục hồi lại tinh thần, đều đứng ở phía sau của Thác Bạt Tuyết Tình. Điều này làm cho lòng của đám người nhà họ Vương như hóa thành cho tàn. Vương Khâu nhìn về phía của Quân Thế Minh, nói, giám đốc. Quân Thế Minh cười lạnh nói, hôm nay các cậu đến đại biểu nhà họ Vương ra tay, không phải đại biểu trung tâm y tế của ta. Nếu đã không phải đại biểu trung tâm y tế của ta, thì ta đây dựa vào cái gì mà đứng ra cho các cậu đây? Chương 2749, đáng tiếc ông chẳng phải là tôi. Trong đại sảnh nho nhỏ tràn ngập mùi máu tanh. Quân Thế Minh phất tay, một cơn gió mát đột nhiên kéo tới thổi tan mùi máu tanh đi. Ông tán thưởng nhìn Thác Bạt Tuyết Tình, khen ngợi, nhà họ Thác Bạt đã đào tạo ra một thế hệ rất tốt, quận Đan Dương xuất hiện một thiên tài thật sự. Thác Bạt Tuyết Tình, ta muốn thu cô làm đồ đệ. Ông trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này các cô cậu sẽ gặp không ít tai họa, sau ngày hôm nay cô cũng sẽ trở thành mục tiêu mà nhà họ Vương phải giết. Nhưng chỉ cần cô trở thành đệ tử của ta bảo đảm cô sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa địa vị ở trung tâm y tế Hải Châu tương lai cũng sẽ là của cô. Quân Nhu nói, Thác Bạt Tuyết Tình, còn không mau đồng ý đi. Quân Thế Minh tuy rằng đào tạo rất nhiều người của nhà họ Quân, nhưng đều chưa tính là đệ tử. Nếu như Thác Bạt Tuyết Tình bái sư sẽ trở thành đệ tử duy nhất của Quân Thế Minh, đạt được tài nguyên trong mơ của vô số người. Sắc mặt của đám người khẽ thay đổi, đôi mắt phức tạp nhìn về phía Thác Bạt Tuyết Tình. Có thể trở thành đệ tử duy nhất của Trung tâm Y tế Hải Châu à, đây chính là cơ duyên trời ban với Thác Bạt Tuyết Tình mà nói, nhà họ Thác Bạt thậm chí có thể nhân cơ hội này mà bước thêm một bước nữa. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn về phía Đường Tuấn. Quân Nhu cười nhạo nói, cô bái cậu ta làm thầy, cậu ta có thể cô thứ gì chứ? Đường Tuấn cười nói, cô tự mình chọn đi, tôi không trách cô đâu. Đôi mắt của Thác Bạt Tuyết Tình đột nhiên trở nên kiên định, thở hắt một hơi rồi nói, tôi đã bái Đường Sư làm thầy, sẽ không bái thêm người thầy nào khác nữa. Quân Nhu ngẩn người ra, thất thanh nói, cô có biết bây giờ mình đang nói cái gì không vậy? Thác Bạt Tuyết Tình nói, tôi biết rất rõ. Toàn bộ những thứ tôi có được bây giờ đều là của Đường Sư cho, Đường Sư có thể cho tôi thứ mà nhà họ Quân không thể. Quân Nhu nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, nói, ha ha ha. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện nực cười như vậy. Chỉ với một giảng viên cao cấp ở quận Đan Dương như cậu ta thì có thể cho cô cái gì chứ? Có thể cho công pháp cao cấp à, hay là tài nguyên để tu luyện, hay có thể chỉ đạo y thuật cho cô không? Cái gì cậu ta cũng không thể cho cô đâu. Theo cậu ta, cô sẽ không có triển vọng cũng chẳng có tương lai nào. Mà trở thành học sinh của ông Quân đây, đặt ở trước mặt cô đúng là con đường rộng lớn đầy ánh sáng hơn biết bao. Cô nhóc, đừng tưởng rằng có chút thiên phú đã cảm thấy bản thân tài giỏi, nhà họ Quân tôi đây đứng vững vàng ở Hải Châu nhiều năm như vậy, không thiên tài nào là chưa từng thấy qua. Quân Thế Minh nhìn Thác Bạt Tuyết Tình một hồi, xua tay nói, cô đã quyết định như vậy thì ta đây cũng không ép nữa. Nhưng nếu cô có muốn đổi ý thì cứ đến trung tâm y tế Hải Châu tìm ta có thể bảo vệ cô một mạng. Về phần những người khác thì, thôi bỏ đi. Lúc này Đường Tuấn nói rằng, không cần ông Quân, đệ tử của tôi có thể tự bảo vệ được. Quân Nhu cười nhạt, lần này cũng không nói thêm gì nữa. Quân Thế Minh lắc đầu nói, không thể không nói rằng suy nghĩ của cậu còn rất khờ khạo. Chờ lúc cậu thấy được sự hùng mạnh của nhà họ Vương,
hy vọng cậu vẫn còn cái gan để nói ra những lời này. Nếu như ta là cậu, ta sẽ tự mình đi chịu đòn tạ lỗi với nhà họ Vương, thậm chí lấy cái chết ra đền tội tránh cho liên lụy đến đám trẻ. Đường Tuấn nói, đáng tiếc ông chẳng phải là tôi. Quân Thế Minh nói, rất có can đảm, nhưng hy vọng cậu đừng hối hận. Nói xong, Quân Thế Minh mang theo Quân Nhu rời đi. Chương 2750. Kết quả trận tỉ thí giữa quận Đan Dương và 5 người Vương Định Nghĩa rất nhanh chóng được lan truyền ra. Thác Bạt Tuyết Tình lấy sức một người đánh trọng thương Vương Định Nghĩa, dọa sợ thiên kiêu của nhà họ Vương. Tin tức này giống như cơn bão cuốn qua giới y đạo của Hải Châu. Trong đại sảnh chính của nhà họ Vương, sắc mặt của Vương Phàm rất u ám, những người khác không ai dám nói một lời nào. Thua bởi một người, đây là sự sỉ nhục trước nay chưa từng có của nhà họ Vương. Qua hồi lâu, Vương Phàm mới trầm giọng nói, là tôi đã xem thường bọn họ, không nghĩ tới quận Đan Dương lại xuất hiện một Thác Bạt Tuyết Tình. Bọn họ xem qua ảnh của Vương Định Nghĩa được đám người tỉ thí xong đem về, trong lòng biết rõ nếu có đổi người xử lý đi nữa thì bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Thác Bạt Tuyết Tình. Vương Thần trầm ngâm nói, anh cả, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Phàm thở dài một hơi rồi nói, trước tiên cứ dừng lại đã. Đường hành tẩu đã sắp đến nơi rồi, loại thời điểm này không thể xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Ông ta dừng lại một chút rồi nói, tôi vừa lấy được thông tin từ Lý Quân Thành. Ông ta có ý muốn ra mặt vì Đường Tuấn, trước lập trường rõ ràng của ông ta thì trước tiên không cần ra tay nữa. Vương Thần hơi nhíu mày, nói, Lý Quân Thành thật sự cho rằng nhà họ Vương chúng ta sợ ông ta à? Ông ta cùng lắm chỉ là hạng 10 trên bảng thủ pháp, thật muốn thẳng mặt chống đối nhà họ Vương chúng ta sao? Vương Phàm suy nghĩ một chút, trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí, đáng sợ nói, cậu đi chuẩn bị một chút. Chờ lần đại hội giao lưu này kết thúc, tôi muốn Đường Tuấn và người của quận Đan Dương không thể rời khỏi Hải Châu. Nếu như Lý Quân Thành thật sự muốn ra mặt thì đừng trách tôi không nói đến tình cảm và thể diện gì nữa. Vương Thần liên tục gật đầu. Sau khi đám người Vương Định Nghĩa thất bại, chuyện này đã biến thành xung đột giữa Đường Tuấn và nhà họ Vương. Chỉ có giết chết đám người Đường Tuấn thì danh tiếng của nhà họ Vương mới có thể duy trì. Ngày hôm ấy kết thúc tỉ thí, Lý Quân Thành cũng đã đến thành Hải Châu, ông ta mang Hoàng Tâm theo. Quỳ xuống. Lý Quân Thành quát Hoàng Tâm. Lúc xung đột giữa Đường Tuấn và Vương Thao xảy ra, Hoàng Tâm lại bày ra bộ dạng không liên quan đến mình. Lý Quân Thành sau khi biết đã hung hăng chửi cho Hoàng Tâm một trận. Vừa tới Hải Châu đã xách Hoàng Tâm đi tới đây nhận tội. Mặt mũi của Hoàng Tâm bầm dập, rõ ràng là đã bị Lý Quân Thành đánh không nhẹ. Đường Tuấn xua tay nói, đứng lên đi. Hoàng Tâm có đứng ra hay không thì cũng không ảnh hưởng quá lớn tới kết quả, anh cũng lười truy cứu. Lý Quân Thành hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tâm một cái, Hoàng Tâm vội vàng nói, đa tạ đường sư. Nói xong anh mới dám đứng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2750.